Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành chân như cũng chẳng hành pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành bốn niệm trụ, cũng chẳng hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo bạch thế tôn các đại bồ tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành thánh đế khổ cũng chẳng hành thánh đế tập diệt đạo bạch thế tôn các đại bồ tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành bốn tịnh lự cũng chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc bạch thế tôn các đại bồ tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành tám giải thoát cũng chẳng hành tám thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế, thì chẳng hành pháp môn giải thoát không, cũng chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành năm loại mắt cũng chẳng hành sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng hành pháp môn Đà La Ni. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành mười lực Phật cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành pháp không quên mất cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành quả dự lưu cũng chẳng hành quả nhất lai bất hoàn a la hán. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát, nếu tu hành như thế, thì chẳng hành quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành trí nhất thiết cũng chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các pháp ấy năng hành sở hành, thời hành xứ hành và do đó mà được hành đều chẳng thể nắm bắt được.